Chào tất cả các em. Hôm nay cô Bích Ngọc hướng dẫn các em về chủ đề phân tử, đơn chất, hợp chất. Phần thứ nhất là dạng từ luận. Câu 1. Nêu các ví dụ về phân tử được tạo thành từ A nhỏ là hai nguyên tử của cùng một nguyên tố. B. Hai nguyên tử của hai nguyên tố khác nhau. C. Là ba nguyên tử của hai nguyên tố khác nhau. Và vẽ mô hình phân tử để minh họa cho mỗi ví dụ trên. Thì ở đây cô hướng dẫn như sau. Hai nguyên tử của cùng một nguyên tố, ví dụ khí hydrogen hoặc là khí oxygen, nếu hai nguyên tử giống nhau. Chúng ta về liên kết với nhau. Ví dụ đấy là của hát ta cô về màu đỏ và oxygen. Còn B là hydrogen chloride, tức là một nguyên tử H và một nguyên tử Cl. Còn một phân tử mà được tạo ra từ ba nguyên tử của hai nguyên tố khác nhau, ví dụ nước là một nguyên tử H và hai nguyên tử O. Còn carbon dioxide là một nguyên tử C và hai nguyên tử O. C ở giữa và 2O hai bên. Đó, ví dụ tương tự như vậy. Câu số 2. Trong các hình vẽ dưới đây, mỗi hình vuông biểu diễn một hộp chứa, mỗi vòng tròn biểu diễn một nguyên tử. Các vòng tròn màu đỏ, xanh lam nhạt và màu trắng biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau. Vậy hãy ghép mô hình trên với một mô tả dưới đây cho phù hợp. Mô hình chỉ được sử dụng một lần. Một nhỏ là đơn chất tinh khiết, nó chỉ chứa một loại nguyên tử. Có nghĩa là các nguyên tử này sẽ cùng loại với nhau. Đó là hình C. B nhỏ, hỗn hợp hai đơn chất có hai loại nguyên tử không liên kết với nhau. Nhìn vào đấy thì đó là hình E. Gồm có hai loại màu xanh và màu trắng và không liên kết với nhau của hai loại nguyên tử. Ba là hỗn hợp là hợp chất tinh khiết chỉ chứa một loại phân tử, đây là hợp chất. Đó là hình A. Gồm chứa một loại phân tử gồm có hai nguyên tử màu trắng và một nguyên tử màu đỏ. Bốn là hỗn hợp hai hợp chất. Đó là hình B. Ở trong vô vuông và hình B thì hợp chất thứ nhất là được cấu tạo từ một nguyên tử màu đỏ và một nguyên tử màu trắng. Hợp chất thứ hai được tạo ra từ một nguyên tử màu đỏ và hai nguyên tử màu trắng. Năm là hỗn hợp gồm một đơn chất và một hợp chất. Thì còn lại là hình gì? Đơn chất là các
hình tròn màu xanh có hợp chất là được tạo ra từ một hình tròn màu đỏ và một hình tròn màu trắng. Câu số 3, đánh dấu sao dấu nhấn vào ô thích hợp để hoàn thiện bảng 6 về sự phân loại một số chất. Sắt thì thuộc loại đơn chất, đường ăn và nước cất thì thuộc loại thì hỗn hợp gồm có đường ăn và nước cất. Nước cam cũng thuộc loại hỗn hợp gồm có cám và nước. Nước biển cũng thuộc loại hỗn hợp. Không khí trong quả bóng bay cũng hỗn hợp gồm có nhiều loại khí, cụ thể là đối với không khí thì gồm có khí oxygen và hydrogen, còn nhôm là đơn chất, nước cất là hợp chất. Câu số 4. Cho các cụm từ sau: nguyên tử, đơn chất, không thể, hóa học, hợp chất, vật lý và nguyên tố hóa học. Chọn một trong các cụm từ trên, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau. Chú ý, một từ có thể sử dụng nhiều lần hoặc không sử dụng. Đó là đơn chất là chất chỉ chứa một loại nguyên tử. Bé nhỏ, một đơn chất không thể là đơn chất thì không thể bị phân chia thành các đơn chất khác nữa. Xế nhỏ, hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học khác nhau. Các nguyên tử trong hợp chất liên kết hóa học với nhau. Dễ, không thể phân tách hợp chất thành các đơn chất tạo nên chúng hoặc phân tách thành các hợp chất khác bằng phương pháp vật lý. Tính chất của các hợp chất thường khác với tính chất của các đơn chất tạo nên chúng. Câu số 5. Quan sát hình 6, chọn từ hoặc cụm từ thích hoặc tỷ số thích hợp dưới đấy để điền vào chỗ trống. Trong đoạn thông tin ở dưới đấy cũng có nguyên tố đường thẳng 1 chia 1, 1 chia 2, 1 chia 3, gấp khúc và nguyên tử. Ở đấy là hình nước và carbon dioxide. Vậy chúng ta sẽ điền như sau: phân tử nước và phân tử carbon dioxide giống nhau ở chỗ đều gồm ba chấm chấm chấm. Ở đấy là một hai ba, đấy là ba nguyên tử. Thuộc hai nguyên tố. Nước thì được cấu tạo bởi hai nguyên tố là H và O, còn carbon dioxide được cấu tạo bởi hai nguyên tố C và O. Còn cả ba nguyên tử thì chúng ta đếm ở đây có ba cái hình cầu liên kết với nhau theo tỷ lệ một O thì liên kết với hai H, một C thì liên kết với hai O, vậy tỷ lệ 1:2. Hình dạng của hai phân tử này là khác nhau. Phân tử nước có dạng gấp khúc. Còn phân tử carbon dioxide có dạng đường thẳng.
Câu 6. Có chữ cái trong bảng chữ cái à, các chữ cái trong bảng chữ cái có thể ghép được với nhau để tạo thành tư. Các tư được ghép với nhau để thành đoạn văn. Quan hệ giữa nguyên tố, hợp chất, hỗn hợp cũng tương tự như cách trên. Hãy xem xét điểm tương đồng và quyết định lựa chọn chữ cái, tư hoặc đoạn văn để điền vào chỗ chấm 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 trong các nội dung dưới đây. À, một chất tương ứng với một tư. Một hỗn hợp sẽ tương ứng với một đoạn văn. À, một nguyên tố tương ứng với một chữ cái. Câu số 7. Cho các hình sóng trong mỗi vòng tròn biểu diễn một nguyên tử. Các vòng tròn màu đỏ và màu trắng biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau. A nhỏ. Và hợp chất nào chứa A nhỏ là các phân tử của một đơn chất, B là các phân tử của một hợp chất và C là các nguyên tử của một đơn chất. À, vậy chúng ta thấy hộp B à chứa các ở đấy là hai nguyên tử liên kết với nhau thì rõ ràng sẽ chứa phân tử của một đơn chất. Còn hộp C à, đấy là các cái phân tử này giống nhau, gồm có một nguyên tử màu đỏ và một nguyên tử màu trắng. Vậy hộp C chứa các phân tử của một hợp chất. Hộp A chứa các nguyên tử của một đơn chất. Và hỏi có hộp nào chứa hỗn hợp không? À, thì chúng ta trả lời là không có hộp nào chứa hỗn hợp. Vì các hộp chỉ chứa một chất. Các em sang câu hỏi số 8. Có các hình mô phỏng các chất sau. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4 và hình 5 tương ứng. Em hãy cho biết mô hình nào mô phỏng đơn chất. Nó chỉ do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên. Mô hình nào mô phỏng hợp chất thì được cấu tạo từ hai hay nhiều nguyên tử, nhiều nguyên tố hóa học và tính khối lượng phân tử trong các trường hợp trên. Vậy nhìn ra vào đây chúng ta thấy đơn chất là có hình 1 và hình 4. Còn hợp chất thì có hình 2, 3, 3, 5. Cách tính khối lượng của phân tử chất. À, các cái phân tử của hình 1 thì gồm có hai nguyên tử nơ, hai nhân với một nguyên tử nơ là 14 bằng 28 AMU. Đối với hình 2 thì gồm có một nguyên tử nơ là 14 cộng với một nguyên tử ô là 16 bằng 30 AMU. Hình 3 được cấu tạo bởi một nguyên tử nơ là 14 cộng với có hai nguyên tử ô, hai nhân với 16. Và các em bấm máy tính bằng 46 AMU. Hình 4 được cấu tạo bởi ba nguyên tử ô. Các em lấy 3
Một ô là 16 nhân với 16 bằng 48. Còn đối với khối lượng phân tử của hình nấm có một C là 12. Có 4H, ta lấy 4 nhân với 1 bằng 16 AMU. Cách tính đối với một hợp chất AXBY, phân tử khối là m lớn của hợp chất này sẽ bằng x nhân với m lớn của A cộng y nhân với m lớn của B. Các em rút ra công thức tổng quát. Câu số 9, quan sát hình mô phỏng các phân tử sau cho biết chất nào là đơn chất nào là hợp chất và tính phân tử khối. Cũng hoàn toàn tương tự như câu 8. Đơn chất sẽ là gồm hình A hydrogen và hơi mơ thì hình E là chlorine, hình G là nitrogen, còn hợp chất là gồm có B, C, B là carbon dioxide, C là methane, D là hydrogen chloride, hình H là ammonia và Y là nước. Vậy tính khối lượng phân tử của hydrogen gồm có hai nguyên tử nhân với một bằng 2 AMU. Carbon dioxide là 1C là 12 cộng với 2 nhân với 16 cùng nguyên tử oxygen bằng 44. Methane là có một nguyên tử C là 1 nhân với 12 cộng với 4 nguyên tử H là 4 nhân với 1 bằng 16 AMU. Hydrogen chloride. Hydrogen là 1 cộng với chloride là Cl 35,5 bằng 36,5. Phân tử chlorine là gồm có hai nguyên tử. Chlor là 35,5 chlorine bằng 71. Nitrogen có 2 nhân với 14 bằng 28. Ammonia là có một N là 14 cộng với 3H là 3 nhân 1 bằng 17. Nước là 2H cộng với 1 O bằng 18 AMU. Câu 10. Baking soda là một loại muối được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất. Quan sát hình mô phỏng baking soda và cho biết baking soda là gồm có một nguyên tử C, một C 3O, một H và một nguyên tử Xơ. Vậy baking soda là phân tử đơn chất hay hợp chất? Thì rõ ràng đây là hợp chất. Vì chứa 4 nguyên tố C, H, O và Xơ. Baking soda có mấy nguyên tử X thì chỉ có một nguyên tử X. Một nguyên tử H. Một nguyên tử C. Và ba nguyên tử O. Vì vậy, tính khối lượng phân tử của X và cho biết X là nguyên tố nào. Biết rằng baking soda có khối lượng phân tử bằng 84. Thì các em lưu ý rằng khi muốn xác định tên nguyên tố, chúng ta có thể dựa vào giá trị nguyên tử khối. Muốn xác định tên của X, chúng ta dựa vào nguyên tử khối của X. Vậy khối lượng của baking soda
một nguyên tử x là một nhân với mx cộng với một nguyên tử h là một nhân với một cộng với một nguyên tử c là một nhân với 12 cộng với ba nguyên tử o là ba nhân với 16 bằng 84. Vậy tương đương với chúng ta sẽ tìm được mx sẽ bằng 84 trừ 48 trừ 12 và trừ 1. Các em bấm được 23. Vậy trả lời X là số hữu. Ký hiệu hóa học là Na hoặc là natri. Câu số 11. Một hợp chất có hai phân tử có phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. A nhỏ tính khối lượng của phân tử hợp chất, B nhỏ tính khối lượng của X. Cho biết tên và ký hiệu hóa học của X. Vậy nặng hơn 31 lần hydrogen. Vậy hợp chất X hydrogen đã bằng có hai nguyên tử H. Vậy các em lấy 31 mà nhân với 2 thì bằng 62 khối lượng phân tử AMU. Tính khối lượng nguyên tử của X và cho biết tên và ký hiệu hóa học. Vậy ta có X được cấu tạo bởi hai nguyên tố hợp chất được hai nguyên tố X là 2 nhân với MX cộng với 1 nhân với 16 thì bằng 62. Các em bấm được kết quả MX bằng 23 AMU. Ở đây chúng ta gọi khối lượng nguyên tử của X là M lớn X 23 thì ta tìm thấy được X là sodium, ký hiệu là Na. Tiếp tục câu 12. Một thực chất có hai phân tử có phân tử gồm hai nguyên tử Na liên kết với năm nguyên tử X và nặng hơn phân tử khí oxygen 3,375 lần. Vậy khối lượng của phân tử hợp chất bằng bao nhiêu? Chúng ta giải như sau. Khối lượng phân tử của hợp chất các em lấy oxygen lấy 3,375 nhân với khối lượng của oxygen là gồm có hai nguyên tử oxygen là 2 nhân với 16 và bấm kết quả 108 AMU. Chúng ta sẽ gọi khối lượng nguyên tử của X là M lớn X đơn vị là AMU thì chúng ta sẽ có 108 108 sẽ bằng 2 nguyên tử N là nhân 14 cộng 5 nguyên tử X là 5 nhân với MX. Các em bấm kết quả MX bằng 16 đơn vị là AMU. Khối lượng nguyên tử bằng 16 AMU thì X là oxygen. Ký hiệu là O. Câu 13. Em hãy liệt kê một số phân tử chính có trong khí trong không khí tính khối lượng phân tử của chúng. Trong không khí có những thành phần chính đó là khí nitrogen, khí oxygen, carbon dioxide. Tức là CO2 và hơi nước. Đây là thành phần và cái phân tử chính.
tính khối lượng phân tử của các chất trên. Nitrogen gồm hai nguyên tử nơ, vậy khối lượng phân tử chúng ta lấy 2 nhân với 14 bằng 28 AMU. Oxygen gồm hai nguyên tử nơ, khối lượng hai nguyên tử 4, khối lượng 2 nhân 16 bằng 32 AMU. Carbon dioxide gồm có một nguyên tử C và hai nguyên tử O. Khối lượng phân tử 1 nhân với 12 cộng 2 nhân với 16. Các em bấm bằng 44 AMU. Còn nước gồm có một nguyên tử H, là một nguyên tử O và hai nguyên tử H. Vậy khối lượng 1 nhân O là 16 cộng 2 nhân với 1 bằng 18 AMU. Câu 14. Vì sao phải dùng muối iốt thay cho muối ăn thông thường? Ngoài hợp chất sodium chloride, trong muối iốt còn chứa phân tử gì? Và hãy tính khối lượng phân tử của phân tử đó. Iodine có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Trong cơ thể, iodine rất cần cho hoạt động của tuyến giáp, có vai trò điều hòa chức năng của cơ thể như giúp cơ thể phát triển, tham gia hoạt động của một số men, tác động đến quá trình sinh sản hồng cầu, ảnh hưởng đến sự chuyển hóa sắt, đến quá trình sinh sản, làm tăng khả năng lọc thận, điều hòa nhiệt độ cơ thể. Vì iodine có nhiều vai trò quan trọng như thế nên khi thiếu iodine, cơ thể sẽ phát sinh nhiều bệnh tật và các rối loạn liên quan đến thiếu iodine như bệnh biểu cổ, thiểu năng giáp, đần độn, chậm phát triển trí tuệ. Để có muối iodide, người ta thường cho một lượng nhỏ iodide và sodium chloride dưới dạng muối. Đó là phân tử potassium iodide hoặc sodium iodide. Khối lượng phân tử potassium iodide thì gồm có một nguyên tử K và một nguyên tử Y. Vì vậy, M lớn sẽ bằng K là 39, 39 mà có một nguyên tử, Y là 127. Được kết quả 166 AMU. Còn khối lượng phân tử của sodium iodide gồm một nguyên tử Na và một nguyên tử Y thì bằng 23 cộng 127. Các em bấm được 150 AMU. Câu 15. Có hình mô phỏng các phân tử sau. A là hai nguyên tử H, B là hai nguyên tử Cl, C là hai nguyên tử N, D là một nguyên tử C và hai nguyên tử O, và E là một nguyên tử C và bốn nguyên tử H. Theo hình mô phỏng trên, em hãy cho biết có mấy loại phân tử, đó là những phân tử gì? Thì ở đây chúng ta thấy có hai loại phân tử đơn chất và hợp chất. Vậy đơn chất là các cái phân tử hình A, hình B và hình C. Còn hợp chất là D và E. Tính khối lượng phân tử của các phân tử có trong hình mô phỏng trên. Vậy hình A là 1H liên kết với 1H. Khối lượng đó là chúng ta lấy 2 nhân 1 cộng với 1 bằng 2. Hình B là Cl với Cl được 35,5 nhân 2 bằng 71. N với N có 2 N thành 14 nhân 2 bằng 28. Hình C là 1C là 12 cộng với
có hai ô là 16 nhân 2, được kết quả bằng 44. Còn hình E, một N và 3H, N là 14, cộng 3 nhân với 1 bằng 17 AMU. Hãy liệt kê thêm 3 phân tử của mỗi loại phân tử trên. À, vậy thì đối với phân tử đơn chất thì còn có C carbon, khí oxygen và khí ozone. Phân tử hợp chất là carbon monoxide, gồm có một nguyên tử C và một nguyên tử O. Nước là hai nguyên tử H và một nguyên tử O. Methane là một nguyên tử C và bốn nguyên tử H. Câu tiếp theo. Câu số 16. Tính khối lượng của mỗi phân tử sau. A, một là phân tử nitrogen gồm hai nguyên tử nitrogen, à, đơn giản lấy 2 nhân với 14 hoặc là 14 nhân 2 thì bằng 28. Phân tử carbon monoxide gồm có một nguyên tử carbon và một nguyên tử oxygen. Một nguyên tử carbon là 12, oxygen là 16 bằng 28. Khối lượng phân tử ethyl gồm có hai nguyên tử carbon là 12 nhân 2 cộng với 4 nguyên tử H là 4 nhân với 1 bằng 28. À, vậy nhận xét từ các kết quả thu được thì ta thấy khối lượng phân tử là đều bằng nhau. À, mặc dù các cái phân tử này có thành phần khác nhau nhưng có khối lượng phân tử bằng nhau. Câu số 17. Tính khối lượng của mỗi phân tử sau. Phân tử sulfur dioxide, tericide, gồm một nguyên tử sulfur và ba nguyên tử oxygen. Vậy khối lượng phân tử một nguyên tử sulfur là 32 cộng với ba nguyên tử oxygen là 16 nhân 3 bằng 80 AMU. B nhỏ, phân tử ethanol gồm có hai nguyên tử carbon và 6 nguyên tử hydrogen, một nguyên tử oxygen. Chúng ta lấy 2 hoặc là 16 nhân 2 hoặc 2 nhân carbon 52 cộng với 6 nhân với 1 cộng với 1 nhân với 16. Các em bấm được kết quả bằng 46 AMU. C, phân tử acetic acid gồm hai nguyên tử carbon, bốn nguyên tử hydrogen và hai nguyên tử oxygen. Vậy khối lượng phân tử của acetic acid 2 nhân với 12 cộng 4 nhân 1 cộng 12 nhân với 16. Kết quả bằng 60. D là phân tử amino acid gồm amino acid cụ thể là glycine, gồm hai nguyên tử carbon. Năm nguyên tử hydrogen, hai nguyên tử oxygen và một nguyên tử nitrogen. À, nó được cấu tạo bởi bốn loại nguyên tử. Vậy lấy 2 nhân với 12 cộng 5 nhân với 1 cộng với 2 nhân với 16 và cộng 1 nhân với 14. Các em bấm được kết quả bằng 75. Câu số 18. Một hợp chất có phân tử gồm 3 nguyên tử X liên kết với 4 nguyên tử oxygen, à, và nặng bằng 3,625 lần khối lượng nguyên tử đông copper, à, là bằng 64. Vậy A nhỏ tính khối lượng phân tử hợp chất. Các em lấy 64 là của Cu copper nhân với 3,625 bằng 232 AMU. Tính khối lượng của nguyên tử X
Hãy cho biết tên và ký hiệu hóa học của nguyên tố X. Bé nhỏ chúng ta gọi nguyên tử khối. À, khối lượng nguyên tử của X là m lớn của X. Đơn vị là AMU. À, vậy ở hợp chất này có 3 nguyên tử X và 4 nguyên tử oxygen. Vậy chúng ta sẽ có 3 nhân với m lớn của X cộng với 4 nhân với 16. Được kết quả là 232. À, chúng ta bấm ra m lớn của X bằng 56 đơn vị AMU. Các em tra bảng và X là iron. Hay có tên gọi thông thường là sắt, ký hiệu hóa học là Fe. Câu số 19, câu cuối cùng nhé các em nhé. Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử X liên kết với 5 nguyên tử oxygen và nặng hơn phân tử chlorine 2 lần. A nhỏ tính khối lượng phân tử của hợp chất thì chlorine là gồm có 2 nguyên tử, cho nên chúng ta lấy 35,5 nhân 2 lên là đây phân tử của chlorine và nhân 2 là bằng 142. Còn phân tử này gồm có 5 nguyên tử X, 2 nguyên tử X và 5 nguyên tử oxygen. Các em thay vào và tính được 2 nhân với khối lượng nguyên tử X cộng 5 nhân với 16 bằng 142 và tính ra m khối lượng của X bằng 31. Vậy đấy là phosphorus, ký hiệu là P. À, vậy cô đã hướng dẫn cho các em học xong về cái chuyên đề bài tập tự luận về phân tử, đơn chất và hợp chất. Hẹn gặp lại các em trong video bài giảng tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt. Bye bye.